Khi coi kinh doanh kiến tiền đô hàng đầu tại Việt Nam Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ ấn subscribe để bạn đăng ký và kênh nhật liên tục dự án mới nhất Mấy thường xuyên chia sẻ ở trên kinh Trong video hôm nay chúng ta sẽ đến với dự án Ango Một dự án đang có mặt ở trên sàn MXC Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với dự án Mình sẽ dẫn trực tiếp các bạn đến với link Twitter của dự án Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ vào link Twitter phía dưới phần mô tả video Sau đó các bạn mở luôn link phong như mình và các bạn sẽ ấn vào bài bài đăng copy phần đoạn này nhé copy đoạn này sau đó chúng ta tiến hành like retweet retweet với thẻ ta ok ở đây nó có một cái ni phông thì phải không biết là cái ni phông cái nào chính xác đây hai cái có khả năng là một ra ừ, ra à, thì mình kiểm tra lại đã có khả năng là ta cứ làm cái phông phông đầu tiên cho mình nhá cứ làm cái phông ở trong phần này cho mình không làm cái ở dưới bình luận nếu mà nó thay đổi thì nó phải xóa cái phần kia đi cơ Đấy, thì các bạn lưu ý nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là nhiệm vụ trước tiên là do Kinterra này này phải dẫn hết lại linh cho anh em rồi à, thế thì đối với đèn ấy thì đơn giản thôi rồi chúng ta sẽ coi hai kinh đèn ram sẽ dẫn lại phía dưới phần mô tả video cho các bạn ta sẽ hình do kinh channel là một này tiếp theo này ta dõi tiếp vào kinh group là hai này mình dẫn lại linh cho các bạn sau nhé chúng ta ba ba rồi các setting này Đấy, copy file lên lên và xua lên u lên ngoạn điền vào đây tít lên chúng ta ăn với từng nhà các bạn nhớ follow tí tờ nó luôn nhé copy u lên ngoài tên ta đây chỉ vì web 20 các bạn dùng vì ETH trên chất wallet Bên đây bạn nghe thì cái thông tin này đang chọn YouTube nha Cuối cùng các bạn gửi biểu mẫu hoàn tất trình đăng ký Ok như vậy là mình đã hoàn thành xong nội dung video hướng dẫn các bạn cách tham gia vào dự án siêu vô giới thử nó là 10.000 uh, token Angle Bây giờ thì mình sẽ gửi tới các bạn nội dung video hướng dẫn Cảm ơn các em theo dõi video và xin chào các bạn sẽ tiếp theo